chưa? Vâng. Có lên nào đi lại nhở, ngồi chỗ thôi, họ lại đuổi giờ. Đó, xin chào quý vị và các bạn. Các bạn theo dõi trực tiếp trận đơn nam U11 giữa mâm xôi lá trang phục áo đỏ tiếng gần màn hình, và phía xa là một tay vợt đến từ Thái Nguyên. Giải cầu lông Ubaidu mở rộng năm 2023 được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Đông Hội Đông Trù Đông Anh Hà Nội.
24. Được 9 phút.